Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Trang Trang TV. Mong rằng các bác tích ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn thông báo. Cảm ơn các bác rất nhiều. Trở lại câu chuyện ngày hôm nay thì như các bác có thể nhìn thấy trên màn hình thì đó là một cái hoa hậu, một cô gái có thể nói rằng là rất đẹp, tên là Kỳ Duyên. Và cô này thì vừa có một cái phát ngôn mà thật sự là tôi thấy rằng là từ các anh doanh nhân cho tới là rất nhiều người để lên án cái phát ngôn của cô này. Cô ấy phát ngôn rằng là thừa nhận rằng là cho tới tận bây giờ thì chưa đọc hết một cuốn sách nào, thì bởi vì tôi là một người thực tế. Cô nói thế, bảo rằng là cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa đọc hết một cuốn sách nào bởi vì tôi là người thực tế. Thì đó là phát ngôn của hậu Kỳ Duyên. Và tôi cảm thấy tôi đã lướt qua mạng một thời gian thì tôi bắt đầu tôi thấy rằng là một điều thế này. Rất nhiều người lên án một cách rất là nặng nề thì đó là những người bán sách hoặc là những chủ của những công ty sách thì lên án cái này rất nặng nề. Một số người lên án kiểu hóm hỉnh, tỉa đều nó kia vân vân. Nhưng mà cá nhân tôi thì cũng được mọi người đặt cái câu hỏi rằng là anh nghĩ sao về cái chuyện này? Thật sự anh bảo anh nghĩ sao về chuyện này? Bởi vì có lẽ là nó nóng dần dật ở trên mạng á. Thì tôi trả lời với người em của tôi đơn giản điều này: giáo sư mà không đọc sách thì mới là điều bất thường, chứ hoa hậu mà không đọc sách thì nó là điều bình thường, đúng không? Hoa hậu mà không đọc sách thì nó là điều bình thường, còn giáo sư tiến sĩ mà không đọc sách thì mới là điều bất thường chứ. Những người nghiên cứu, những người phải có nhiều kiến thức trình độ thì họ phải giáo sư tiến sĩ vân vân. Hoặc là ví dụ những người như tôi để sở thích thì đọc sách, còn như cô hoa hậu này thì cô cần gì phải đọc sách, đúng không? Cho nên là không đọc sách là một chuyện bình thường. Và thực tế tôi đánh giá cô Kỳ Duyên này là một cái là trung thực, tức là ít nhất là cũng thừa nhận rằng là mình không đọc sách. Nhưng mà tôi đánh cái giá cô này là người không thực tế và kém thông minh. Cô lấy ví dụ là mình không đọc sách, đúng không? Chưa đọc hết một cuốn sách nào cho tới tận bây giờ, rồi kết luận rằng là bởi vì tôi là người thực tế. Thế thì không phải. Ở vị trí của cô thì rõ ràng là cô là người không thực tế và kém thông minh. Bởi vì có lẽ là bởi vì cô không đọc sách nên mới thế. Người mà thông minh ấy, thì người ta sẽ không phát ngôn cái câu này. Hoa hậu mà thông minh ấy, thì người ta thấy rằng là phát ngôn ra câu này ra là rất tệ. Thì trong cái trường hợp đó thì mình sẽ nói một cái câu ví dụ như là mình không nói, ví dụ như là người ta hỏi mình có đọc hết cuốn sách nào chưa thì mình bật cười, hoặc mình sẽ nói một cái chuyện khác, hoặc là ví dụ như anh thấy cuốn sách nào hay nhất giới thiệu cho tôi, kiểu kiểu thế. Mình sẽ không nói một cách rất là ngạo mạn rằng là tôi xưa nay không đọc sách, chưa đọc hết một cuốn sách nào bởi vì tôi là người thực tế. Càng thực tế là càng phải đọc sách, đó mới là cái thực tế. Thế là người nào mà các bác thấy rằng là đa phần, tôi thấy rằng là ít nhất những chính trị gia, đấy là thứ nhất nhé, tôi gặp rất nhiều một chính trị gia, mình không nói cái việc xấu tốt gì của họ, thế nhưng mà họ cũng nâng cao trình độ của mình bằng sách, đấy là thứ nhất, bằng sách, tức là đọc rất nhiều. Cái thứ hai nữa là các doanh nhân là cũng đọc sách vô cùng nhiều. Và đó chính là những người thực tế của xã hội. Thực tế ở đây không phải là đi lo miếng cơm manh áo rồi vân vân, ông kia vân vân, mà thực tế để hiểu biết cái xã hội, để từ đó là chọn cho mình cái vị trí, chọn cho mình cái công việc và chọn cho mình một cái lối đi để mà làm cái nọ làm cái kia. Thế thì rõ ràng là cô này không phải là người thực tế mà là một người tương đối là ngạo mạn, mà chúng ta gọi là trên rời ấy. Đó. Cho nên là cô kết luận nhưng mà không đúng cái câu này. Đó. Không đúng với câu này, cho nên tôi đánh giá cô là người không thực tế. Đó. Nhưng mà đánh giá cao cái điểm là trung thực, tức là cũng thừa nhận là mình không đọc sách, chưa bao giờ đọc hết cuốn sách nào. Và thực tế thì chúng ta cũng không nên để mà kỳ vọng một hoa hậu đọc sách. Tôi tin rằng là 100 hoa hậu, kể cả Việt Nam và thế giới, thì cũng phải đến tầm là khoảng tầm ít nhất là hơn một nửa là cũng giống cô này.
Bởi vì cái nghề của họ là nghề làm đẹp, nghề của họ là nghề đi sự kiện, nghề của họ là nghề gọi là bán cái gì đó để lấy tiền, thì họ đâu có cần đọc sách đâu. Và đó là một cái việc bình thường của xã hội. Cho nên chúng ta không phải nhặng xị lên về cái việc này. Tức là chúng ta không phải rằng là bức xúc hay cái gì đó. Bởi vì đó là đang là thực tế của một xã hội. Một cô hoa hậu mà bây giờ là đưa cho một cái chồng sách hoặc là cái gì đó nó rất là khủng khiếp, như kiểu là một giáo sư tiến sĩ, thì chúng ta mới thấy đó là điều bất thường. Chứ còn một cô hoa hậu mà nói rằng không đọc sách thì đó là cái điều bình thường. Một ông giáo sư tiến sĩ mà vào trong phòng làm việc không thấy một cuốn sách nào, một ông tiên thì đó mới là cái điều bất thường. Còn một ông giáo sư tiến sĩ vào thì thấy rất nhiều những cuốn sách, mà đa phần cuốn sách là ông chăm chút, rất là cẩn thận, không có bụi bặm vân vân được kia. Tôi vào nhiều nhà tôi biết có những nhà là chỗ ông tiến sĩ giáo sư là cũng có một cái chồng sách ghê lắm, cao vút tới tận nóc đó. Thế nhưng mà mình liếc qua một tí đó, mình thấy bụi phủ vân vân thứ nữa, thế chứng tỏ là ông này là ông ấy gọi là trưng cho đẹp. Thứ hai nữa là một số cái sách ở cao á, thì nó chỉ là cái nơi để trưng bày, tức là nó chỉ có cái bìa thôi. Tức là bây giờ người ta đang có những cái hộp nó bán để trang trí những cái giá sách trong phòng, những kiểu mốt ấy, thì nó giống như cái bìa ở trong, nó không có lõi. Nhìn qua trên góc trên cao là mình biết rồi, ông này cuồng lấp đầy thôi, chứ mua sách thì nó đắt. Đấy, một cái giá sách ngoằn ngoằn như bọn tôi này thì cũng phải giá vài chục triệu rồi. Một cuốn sách thì như thế này nó vài trăm ngàn, mà để lốt nổ một cái ô như thế này thì chúng ta phải mất cả mấy triệu vào đấy thì mới có thể đầy đủ được. Cho nên bây giờ nó có cái hàng như thế, thì những người con đấy mới là con người giả tạo, đấy mới là con người giả tạo, và chúng ta mới phê phán những con người đó chứ. Chúng ta mới thấy rằng là ông này chắc chắn là chả nghiên cứu khỉ gì được, chắc toàn lính cứ làm cho thôi, chứ còn mình thì chắc là. Mà tủ rượu thì xin thưa rằng là lúc nào cũng lau ly, lúc nào cũng bóng đẹp, thỉnh thoảng có đèn hắt cần hiếp đưa lên, bên cạnh nó tủ xì gà kiểu kiểu đấy, chứ còn tủ sách thì tôi thấy bụi. Còn cô hoa hậu này cô nói thế thì chúng ta phải hiểu rằng là đây là một cái việc bình thường, như cân đường hộp sữa. Đó. Nghề của cô không phải là nghề đọc sách, nghề của cô là nghề bán cái gì đó để lấy tiền, nghề của cô là đi chụp ảnh, nghề của cô là lên showbiz, và thậm chí nghề của cô là phát ngôn lên cái câu để mà làm sao để mình không chìm đi. Đó. Thì đó là nghề của cô Kỳ Duyên. Cho nên đừng bao giờ kỳ vọng hoa hậu đọc sách. Nhưng mà có một cái sự thật thế này, tôi biết nhiều người phê phán hoa hậu này rất ghê, nhưng tôi cá chẳng là trong 100 người phê phán chỉ có 30 người cũng tương tự như cô Kỳ Duyên. Ít nhất cô Kỳ Duyên cô ấy còn có cái vẻ đẹp để cô kiếm tiền, hoặc là cô cái gì đó có nghề nghiệp. Nhưng còn một số người thì phê phán rằng cô Kỳ Duyên này không đọc sách. Tuy nhiên họ cũng chưa bao giờ đọc hết một cuốn sách. Chưa bao giờ đọc hết một cuốn sách. Thật sự quá thế. Các bác nào chỉ cần đến mạng gõ một cái chữ rằng là số sách ở trên đầu người, một người Việt Nam là một năm đọc bao nhiêu cuốn sách ấy, thì chúng ta mới thấy rằng là cái tỷ lệ người Việt Nam ấy, đọc sách là cực kỳ hiếm. Nghĩa là tỷ lệ thấp nhất, gần như là thấp nhất trong các quốc gia phát triển. Chính vì thế người Việt Nam là mình rất lười đọc cái đó, không bao giờ kiên nhẫn đọc hết một cuốn sách nào cả, và cứ cho mình cũng giống như kiểu cô Kỳ Duyên này thôi. Và cái việc đọc sách ấy, của người Việt thật sự nó là cái sự đáng báo động, và đó là cái sự thật đáng báo động. Rất hiếm, chúng ta cởi mở ra, nhưng mà rất hiếm cuốn sách người Việt Nam chịu khó đọc sách. Thì chia sẻ các bác rằng là đây là cái điều mà chúng ta phải buồn cái điều này nhiều hơn. Chứ nên đừng nên buồn vì cô Kỳ Duyên. Đừng nên buồn vì cô Kỳ Duyên. Và tỷ lệ sách, mà tỷ lệ người đọc sách ấy, thì nó lại chiếm rất nhiều. Nó chiếm rất nhiều ở chỗ rằng có những người đọc những cuốn sách khác vân vân. Hoặc là nó sẽ vào những người mà khởi nghiệp, những người kinh doanh, những người làm chính trị. Chứ nó ít vào trong những người dân bình thường. Nó khác với nhiều quốc gia khác. Chúng ta thấy rằng có nhiều quốc gia người ta đi du lịch vào Việt Nam á, trên xe đò hoặc là trên máy bay, họ hoặc là trong cái phòng chờ, như trong cái lúc thời gian rảnh họ hay lấy một cuốn sách ra để họ đọc. Thì chúng ta ở đây là chúng ta rất hiếm những người như thế, và hầu hết như vậy. Cho nên là đa phần là đều như cô Kỳ Duyên, đa phần là nhiều như cô Kỳ Duyên. Cho nên không cần phải mắng chửi cô Kỳ Duyên làm gì đó.
mà nên mắng chửi ông giáo sư tiến sĩ. Nhưng mà như tôi chia sẻ đấy, sách thì chả đọc nhưng mà rượu thì rất nhiều. Cảm ơn tất cả các bác nha, chúc các bác một ngày tốt lành.